Khi vòng bảng Champions League hạ màn, người hâm mộ bắt đầu cảm nhận được ranh giới giàu nghèo trong bóng đá rõ ràng ra sao. Lần đầu tiên trong lịch sử, vòng 16 đội UEFA Champions League chỉ còn lại các đội bóng thuộc 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu là Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Ý. Những đội bóng đến từ các nền bóng đá ít thành tích hơn như Hà Lan, Bỉ, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ hay Nga đều phải dừng bước tại vòng bảng. Premier League và La Liga là hai giải đấu thành công nhất khi cả 4 câu lạc bộ ở mỗi giải đều vượt qua vòng bảng. Sau khi những lá thăm may rủi đưa chúng ta đến với 8 cặp đấu của vòng 1/8, người hâm mộ được dịp đón chờ những trận cầu sôi động vào năm 2020. Các trận lượt đi sẽ diễn ra vào các ngày 18, 19, 25 và 26 tháng 2 và các trận lượt về sẽ diễn ra vào ngày 10, 11, 17 và 18 tháng 3. Sau đây, hãy cùng cả bóng đá đánh giá sơ lược các cặp đấu ở vòng 16 đội UEFA Champions League. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain. Sau những gì đã thể hiện ở vòng bảng, người hâm mộ chờ đợi đại gia nước Pháp sẽ duy trì mặt trận ấn tượng ấy đến cả chặng đường còn lại của mùa giải. Công việc tại đấu trường quốc nội đối với Paris Saint-Germain đều rất dễ dàng như mọi năm khi họ vẫn đang dẫn đầu Lyon với khoảng cách 7 điểm so với đội xếp sau. Trận đại thắng Real Madrid 3-0 ngay ở sân nhà công viên các hoàng tử cho thấy sức mạnh là thứ nhiều của đội bóng thành Paris. Với Idris Aganagüye chơi bên cạnh Marquinhos và Marco Verratti, câu hỏi lớn là liệu sự gắn kết có được duy trì khi Neymar trở lại hay không. Huấn luyện viên hiện tại của PSG là Thomas Tuchel đã phần nào có được lợi thế khi từng có thời gian dẫn dắt Dortmund và nhiều trụ cột vẫn còn ở lại đội bóng nước Đức kể từ thời ông cầm quân. Lucien Favre của đội bóng vàng đen đang phải khốn đốn ở cả Bundesliga và Champions League, đặc biệt khi đội bóng vùng Ruhr đã phải rất chật vật vượt qua vòng bảng nhờ sự sẩy chân của đối thủ trực tiếp Inter ngay trên sân nhà trước Barcelona. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm chinh chiến tại đấu trường danh giá nhất châu Âu, Borussia Dortmund hứa hẹn sẽ không dễ để PSG hạ gục. Real Madrid, Manchester City. Real Madrid phải trả giá đắt khi kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai bảng A và đối thủ của họ vào tháng 2 tới là một Manchester City của Pep Guardiola. Los Blancos đã dần cải thiện sau một mùa giải khó khăn theo mô hình quen thuộc của Zidane. Tuy vậy, để đối đầu với The Citizen vào lúc này, huấn luyện viên người Pháp cần phải tái thiết hàng tiền vệ sức mạnh tấn công của những Kevin De Bruyne hay Bernardo Silva. Đội bóng của Pep Guardiola đang bị Liverpool bỏ xa đến 14 điểm ở Premier League, nên có lẽ họ sẽ dồn toàn lực vào danh hiệu còn thiếu tại đấu trường châu Âu. Nhưng điều đáng quan ngại dành cho nhà vô địch nước Anh chính là hàng thủ. Tuy nhiên, khi mùa xuân bắt đầu, có thể là lúc mà cả Emerick Laporte và Sergio Aguero đều trở lại. Man City dẫu sao cũng là một ứng cử viên cho chức vô địch Champions League và họ hứa hẹn sẽ không trình diễn một bộ mặt bạc nhược khi từng đối đầu với chính Madrid như ở bán kết năm 2016. Atalanta, Valencia. Cả hai đều là những cái tên mà bất kỳ ông lớn nào cũng muốn chạm mặt ở vòng knockout. Nếu cần kể ra một điều kỳ diệu ở đấu trường châu Âu thì Atalanta có thể được nhắc đến. Đại diện bóng đá Ý đã vượt qua vòng bảng một cách đầy may mắn với chỉ 7 điểm sau 6 lượt trận, trong đó họ toàn thua cả 3 lượt trận đầu. Tuy vậy, sự kiên định và cứng rắn của Gianpiero Gasperini cùng các học trò có thể khiến nhiều đối thủ phải mềm yếu, đặc biệt trước một Valencia không còn quá thuyết phục trong mùa giải này. Họ giành ngôi nhất bảng phần lớn nhờ những thắng lợi tối thiểu trước đối thủ trực tiếp là Chelsea và Ajax. Tại giải quốc nội, Valencia thắng 4 trên 6 trận gần nhất, trong đó có một trận hòa đầy kịch tính trước Real Madrid. Đó là lý do bây giờ đang xếp thứ 7 trong bảng xếp hạng La Liga. Atletico Madrid, Liverpool. Điều ấn tượng nhất chính là cách mà nhà đương kim vô địch vượt qua vòng bảng. Họ giành thắng lợi ngạt thở 2-0 ngay tại đất Áo trên sân nhà của Red Bull Salzburg sau trận ra quân thất bại trước Napoli. Jurgen Klopp và các học trò đã lấy lại phong độ khi thắng 4 và hòa 1 trong 5 trận còn lại. Bảo vệ ngôi vương danh giá này cũng là mục tiêu rõ ràng của The Kop, đặc biệt khi họ đã vô địch lượt đi Premier League với khoảng cách 10 điểm so với đội nhì bảng. Liver đang hướng tới một mùa giải đại thành công bằng hai chiếc vô địch cao quý. Về phía đối diện, Atletico đang trong quá trình tái cấu trúc lại đội bóng và kết quả hiện tại ở La Liga của họ cũng không rất khả quan. Diego Simeone và các học trò đã hòa 8 sau 17 vòng và chỉ có được 7 lần thắng trận. Nhưng suy cho cùng, việc một trong hai đội bị loại khỏi Champions League từ quá sớm là một điều đáng tiếc. Chelsea, Bayern Munich. Chelsea 2012 đã tạo nên một cú sốc lớn khi đánh bại chính Bayern sau loạt luân lưu ngay tại hang hầm để họ lần đầu tiên đăng quang Champions League. Frank Lampard là chứng nhân lịch sử và giờ đây cựu tiền vệ người Anh đang tái hiện lại giấc mơ đó. Tuy vậy, phong độ gần đây của The Blues xứng đáng bị hoài nghi khi vô cùng may mắn cầm hòa được Ajax 4 đều và Valencia 2 đều tại vòng bảng. Hai trận đấu này Chelsea bộc lộ vô số điểm yếu trong khâu phòng ngự. Nếu như sơ sẩy, đội bóng của Super Frankie Lampard có thể phải nhận kết cục như đội bóng cùng thành phố của họ Tottenham Hotspur phải hứng chịu là 7 bàn thua đến từ chính Bayern Munich. Robert Lewandowski và Serge Gnabry đang có phong độ hủy diệt và đó là cơ sở để người hâm mộ đội bóng này tin vào một trận đại thắng trước Chelsea. Tuy ở Champions League xuất sắc với 6 trận toàn thắng nhưng tại Bundesliga, Bayern hiện chỉ xếp thứ 5. Thêm một câu hỏi nữa là liệu huấn luyện viên tạm quyền Hansi Flick có còn tại vị cho đến tháng 2 hay không? Lyon, Juventus.
Có lẽ không đội bóng nào chịu nhiều áp lực như Juventus trong số 16 đội góp mặt ở vòng 1/8. Quyết định chuyên mục Cristiano Ronaldo vào mùa hè 2018 với tham vọng có lần thứ 3 chinh phục đỉnh cao châu Âu như một canh bạc lớn đối với lão phu nhân. Mùa trước, họ gục ngã trước Ajax Amsterdam ở tứ kết, đã để lại nỗi thất vọng lớn nơi người hâm mộ. Ronaldo sẽ bước sang tuổi 35 vào tháng 2 năm sau, cũng chính là dịp đối đầu với ông ở vòng 16 đội. Động cơ nào rồi cũng đến lúc phải nghỉ ngơi. Juventus không hề chơi tốt ở mùa trước kể từ khi Maurizio Sarri thay thế Max Allegri khi họ san sẻ ngôi đầu bảng Serie A cùng với Inter. Mặc dù vậy, bay sư tử sông Rhône dẫu sao vẫn là một đội bóng dễ chơi khi họ chỉ đang xếp thứ 8 tại Lyon, trong khi đó trên băng ghế huấn luyện của họ là Rudy Garcia, một huấn luyện viên chưa được người hâm mộ dành tình cảm bởi ông từng dẫn dắt đại kẻ địch của họ là Saint-Étienne. Tottenham Hotspur, Rasenborspor Leipzig. Spurs đại diện cho hình ảnh của một kẻ hoang dại đầy nguy hiểm trong mùa giải này. 5 trên tổng số 7 chiến thắng dưới thời Jose Mourinho cho thấy sự chuyển giao tích cực kể từ khi Pochettino ra đi. Nhưng hàng thủ của gà trống vẫn cực kỳ dễ bị tổn thương, đúng như cái cách mà Hùm Xám đã phơi bày bằng chiến thắng hủy diệt 7-2. Không hiếm khi hoài nghi rằng liệu chuỗi trận với những kết quả thuyết phục của Mourinho có còn được duy trì cho đến tháng 2 và liệu người đặc biệt sẽ cải thiện điểm yếu phòng ngự của Tottenham như thế nào khi bản thân chiến lược gia người Bồ luôn tôn sùng lối đá chắc chắn ngay từ tuyển dưới. Dù có thế nào đi nữa, việc Mourinho đối đầu với một huấn luyện viên trẻ đầy tài năng là Julian Nagelsmann là một bài test hóc búa cho hai thế hệ cầm quân. Chiến lược gia người Đức luôn đi đầu trong cuộc cách mạng như ông thầy trẻ hiện đại với bộ óc tinh tươm, trong khi gà trống đã quen thuộc với những giáo án huấn luyện đến từ một huấn luyện viên trẻ khác của họ là Pochettino, cộng thêm kinh nghiệm chinh chiến từ cáo già Jose Mourinho như hiện tại. Napoli, Barcelona. Barcelona đang đứng đầu giải đấu cao nhất Tây Ban Nha và đang đứng đầu nhóm Champions League lần thứ 13. Nhưng cảm giác xung quanh họ lúc này là sự mơ hồ, xen lẫn bất mãn. Lionel Messi nếu không chơi một thứ bóng đá vượt tầm thì có lẽ Barca sẽ gặp nguy. Họ bộc lộ nhiều lỗ hổng trong hàng phòng ngự khi đối phương tổ chức phản công và đó là điểm yếu chí mạng của nhà vô địch Tây Ban Nha nhiều năm nay. Mặc dù vậy, Napoli hiện đang được dẫn dắt bởi tân huấn luyện viên Gennaro Gattuso đang trong một công cuộc khủng hoảng toàn diện. Nhưng cầu thủ đang nổi dậy chống lại chủ tịch Aurelio De Laurentiis khi ông từng ra lệnh trừng phạt họ ngay trên sân tập. Trên đây là những đánh giá sơ lược của cả bóng đá về cục diện ở 8 cặp đấu thuộc vòng 16 đội Champions League mùa giải này. Theo bạn, cặp đấu nào đáng xem và hứa hẹn là gây cấn nhất? Bên cạnh những cái tên nào sẽ ghi tên mình vào vòng tứ kết? Hãy để lại comment bên dưới video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!